Cần gì đi nối mi, cứ lấy mật ong làm thế này. Sau 5 ngày, lông mi và lông mày dài như vừa đi phun xăm. Sở hữu hàng mi dài cong vút tự nhiên là điều mà các chị em phụ nữ rất mong muốn. Bởi một hàng mi dài quyến rũ là điểm nhấn rất ấn tượng trên đôi mắt của bạn. Tuy nhiên, giờ đây để sở hữu hàng mi dài đẹp đã không còn là điều quá xa xôi với cách dưỡng mi tuyệt vời từ mật ong. Với công dụng đa dạng, mật ong là một trong những loại nguyên liệu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm dài mi bằng mật ong hiệu quả nhất. Hãy theo dõi video dưới đây cùng chúng tôi nhé! Bạn cần chuẩn bị: thứ nhất là một thìa mật ong nguyên chất. Bên cạnh đó, các bạn cũng cần chuẩn bị một dụng cụ đi kèm, đó là một cái bông tăm. Cách chăm sóc và dưỡng mi đơn giản được thực hiện như sau. Trước khi sử dụng mật ong để bôi lên mi, bạn cần rửa sạch mắt, lau thật khô, sau đó dùng một cái bông tăm chấm vào bát mật ong nguyên chất. Sau đó vuốt nhẹ nhàng mật ong vào lông mi, để yên trong vòng 20 phút, rồi rửa lại bằng nước sạch là được. Cách làm dài mi bằng mật ong chỉ cần bạn thực hiện kiên trì đều đặn mỗi ngày, và chỉ sau 2 tuần, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy hiệu quả bất ngờ trên hàng mi quyến rũ của mình. Dưỡng mi bằng mật ong chính là cách đơn giản, an toàn, tiết kiệm mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà để cải thiện và mang đến cho mình đôi hàng mi đẹp tự nhiên nhất. Với kinh nghiệm làm dài mi bằng mật ong hiệu quả, nhanh chóng và đơn giản, bạn có thể thực hiện dễ dàng ngay tại nhà. Chúc các bạn có hàng mi dài, cong hút mắt. Bạn sẽ là người nổi bật nhất khi xuất hiện ở bất cứ nơi nào và luôn thu hút các đống mày râu đấy nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy cho đẹp thôi rồi một like làm động lực. Đừng quên ấn đăng ký kênh miễn phí để cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hữu ích nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.